Cảm ơn các bạn đến với kênh Nguyên Dương. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hạnh phúc, an lành và thành công. Một năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui. Hôm nay đã là những ngày cuối năm, Nguyên Dương ra đồng thăm vạt bí xanh đã trồng được một thời gian, và hôm qua đã làm giàn gần xong. Bí xanh đã bắt đầu leo giàn khá đẹp. Mời các bạn xem để chúng ta cùng tham khảo và trao đổi kinh nghiệm. Ở đây chúng tôi làm giàn theo hình chữ A, như các bạn nhìn thấy là rất chắc chắn để tránh những mùa giông lốc, về không làm bí xanh sạt đổ, vì mỗi dây bí xanh sẽ rất nhiều quả và sẽ nặng, nếu giàn yếu sẽ đổ. Và ngoài làm giàn, chúng tôi còn giăng lưới cho dưa leo dễ bám, bởi nếu không chúng ta sẽ rất mất thời gian để bắt dây. Đồng thời khi quả nặng, nếu không có dây đỡ, rất dễ bị đất nặng mà đất dây hoặc xệ giàn, làm ảnh hưởng đến chất lượng quả cũng như đến năng suất. Mời các bạn cùng xem video tham khảo, và nếu bạn là cùng một nhà nông, chúng ta hãy cùng nhau trao đổi kinh nghiệm để trong cuộc sống được phát triển tốt hơn. Xin mời bạn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Cuối cùng, Nguyên Dương xin chúc quý vị và các bạn đón một năm mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc tràn đầy. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã đến, đã xem video. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành, thành công và hạnh phúc.